Vào một ngày đẹp trời, nhóm bạn chúng tôi quyết định tổ chức một chuyến đi chơi đến San Diego, một thành phố nổi tiếng với nhiều điểm tham quan hấp dẫn. Chuyến đi bắt đầu vào buổi sáng sớm, khi tất cả mọi người tập trung tại điểm hẹn với tâm trạng háo hức và phấn khởi. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là Bảo tàng Hàng không và Hàng hải USS Midway. Đây là một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất tại San Diego. Được xây dựng trên tàu sân bay USS Midway, một biểu tượng lịch sử của Hải quân Hoa Kỳ. Tàu sân bay này gần 50 năm về trước đã đưa chúng tôi đến nước Hoa Kỳ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Khi bước lên tàu, chúng tôi cảm nhận được sự hùng vĩ và trang nghiêm của con tàu. Chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá từ bung tàu đến các khu vực bên trong như phòng điều khiển, phòng ngủ của thủy thủ đoàn và các khu trưng bày máy bay. Những chiếc máy bay chiến đấu trên bung tàu thu hút sự chú ý của chúng tôi với thiết kế mạnh mẽ và câu chuyện lịch sử phong phú. Các bạn trong nhóm đã chụp rất nhiều bức ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ này. Em chụp lại cái góc rất là đẹp. Úp, xin lỗi. Rồi, em chụp với cô. Không có dịp nào đi đâu. Đúng rồi. Đúng rồi, hai người đẹp quá. Cười. Sau khi rời khỏi USS Midway, chúng tôi di chuyển đến đảo Coronado. Coronado nổi tiếng với bãi biển tuyệt đẹp và không gian yên bình. Nhóm bạn chúng tôi dành cả buổi chiều để thư giãn trên bãi biển. Buổi chiều, chúng tôi cùng nhau đi dạo trên bãi biển, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống và tận hưởng không khí trong lành của biển cả.
hôm sau, chúng tôi đến thăm vườn hồng Ines Grant Parker Memorial Rose Garden, là một trong những vườn hồng đẹp nhất và được chăm sóc kỹ lưỡng nhất tại San Diego. Vườn hồng này được đặt theo tên của bà Ines Grant Parker, người đã đóng góp nhiều cho việc phát triển công viên. Với ba khu vực chính, vườn hồng này mang đến một bộ sưu tập đa dạng các giống hoa hồng, từ những giống truyền thống đến những giống mới lai tạo. Đặc biệt, vào mùa xuân và đầu mùa hè, vườn hồng trở thành một điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích chụp ảnh và thưởng ngoạn. Vườn hồng tại San Diego không chỉ là nơi để ngắm hoa, mà còn là nơi để thư giãn, tận hưởng thiên nhiên và tìm hiểu về nghệ thuật chăm sóc hoa hồng. Nếu bạn có dịp đến San Diego, đừng bỏ lỡ cơ hội ghé thăm các vườn hồng tại đây để cảm nhận vẻ đẹp và sự đa dạng của loài hoa quý phái này. Chuyến đi kết thúc trong sự thỏa mãn và vui vẻ của tất cả mọi người. Chúng tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời bên nhau, khám phá những điều mới mẻ và tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ tại San Diego. Chuyến đi này chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên đối với mỗi thành viên trong nhóm, để lại trong lòng chúng tôi những ấn tượng sâu sắc về vẻ đẹp và sự hấp dẫn của thành phố San Diego.